Tối qua tại phố đi bộ Bạch Đằng, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Trong tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức các chương trình như tham gia chương trình đối thoại tháng 5, diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, tổ chức chương trình mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 lần 2. Tổ chức khám tư vấn miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động nữ, gắn hoạt động tháng công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tổ chức chiến dịch truyền thống về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 1986, 1 tháng 5 năm 2023, tháng công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình lao động sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.